Những dòng thông tin đáng chú ý trên các trang báo sẽ tiếp nối chương trình ngày mới sáng nay. Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, sáng nay ngày 26 tháng 3, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ có cuộc gặp mặt và đối thoại với thanh niên năm 2024. Theo báo Sài Gòn Giải Phóng, đây là cơ hội cho các bạn trẻ được đối thoại trực tiếp với người đứng đầu chính phủ về chủ trương, chính sách, cơ chế, nguồn lực của nhà nước hỗ trợ, phát huy vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong tình hình mới. Báo Sài Gòn Giải Phóng đưa tin, trong suốt 20 năm qua, kể từ khi được Đảng, Nhà nước đồng ý chọn tháng 3 hàng năm là tháng thanh niên, thế hệ thanh niên Việt Nam trong thời kỳ mới có tri thức, có bản lĩnh và tràn đầy nhiệt huyết đang ngày càng ghi được nhiều dấu ấn, được Đảng, Nhà nước tin tưởng, xã hội, nhân dân yêu quý. Tuy nhiên, trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục có diễn biến phức tạp, bên cạnh cơ hội, đất nước đang đứng trước những thách thức mới. Do vậy, các tổ chức đoàn và thanh niên cần phải phát huy tốt hơn nữa vai trò, sứ mệnh tiên phong, xung kích của mình. Muốn vậy, các tổ chức đoàn cần đổi mới, sáng tạo để nâng chất lượng hoạt động. Cũng liên quan đến sự kiện Thủ tướng Chính phủ gặp mặt và đối thoại với thanh niên với chủ đề chuyển đổi số, báo Thanh niên ghi nhận trước đó, thanh niên cả nước đã có nhiều trăn trở và hiến kế về chuyển đổi số quốc gia gửi đến người đứng đầu chính phủ. Theo tìm hiểu của báo Thanh niên, chủ đề chuyển đổi số được lựa chọn bởi thực tế cho thấy ở mỗi cơ quan, đơn vị, thanh niên luôn là những người tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số và thanh niên thực sự là lực lượng tiên phong nòng cốt. Trong số các trăn trở về chuyển đổi số, phóng viên báo Thanh niên ghi nhận nhiều ý kiến liên quan đến việc đồng bộ về mục tiêu và mục đích trong số hóa nông nghiệp để đưa nông sản Việt Nam phát triển vượt bậc hơn nữa. Nhiều ý kiến cũng đề xuất tăng cường hợp tác giữa các trường đại học, doanh nghiệp và cơ quan chính phủ trong công tác đào tạo nguồn nhân lực cho chuyển đổi số, triển khai các chương trình đào tạo trực tuyến miễn phí hoặc chi phí thấp để nâng cao kiến thức về chuyển đổi số cho người dân, khuyến khích thanh niên khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ số, tổ chức nhiều hơn nữa hội thảo, hội nghị chuyên đề về chuyển đổi số để chia sẻ kinh nghiệm và giải pháp. Thưa quý vị, tại Việt Nam, mỗi năm 80 người mất vì bệnh dại và tổn thất kinh tế lên đến 1.000 tỷ đồng. Thiệt hại từ việc con người bị chó mèo cắn cao có thể sẽ cao hơn khi số người tử vong vì bệnh dại đang tăng lên từ đầu năm 2024. Theo một bài viết trên báo Tuổi Trẻ, hiểm họa bệnh dại đến từ những con chó thả rông không rõ mõm, những con chó con mèo không được tiêm phòng và những hiểm họa xuất phát từ người nuôi chó mèo thiếu trách nhiệm. Báo Tuổi Trẻ dẫn chứng, cả nước có 12 tỉnh thành phố đạt tỷ lệ tiêm phòng chó mèo, đảm bảo điều kiện miễn dịch cộng đồng chỉ đạt trên 75% tổng đàn. Tập quán nuôi thả rông khiến việc tiêm phòng chó gặp nhiều khó khăn, nhất là khu vực miền núi. Tác giả bài viết cho rằng khác với nhiều thể loại bệnh truyền nhiễm khác, phòng chống bệnh dại là sự chung tay của nhiều bên và không hề có sự chồng chéo trách nhiệm ở đây. Chỉ là các bên chưa làm tốt vai trò của mình. Người dân không chích ngừa vaccine sau khi bị chó mèo cắn mà đi tìm thầy lang là do ngành y tế tuyên truyền chưa đầy đủ, rộng rãi. Vấn nạn chó thả rông là do chính quyền chưa nghiêm. Và sau cùng, ý thức của người nuôi chó mèo còn hạn chế là vấn đề then chốt. Theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, một người lao động được chăm lo hoạt động thể chất, tham gia các hoạt động thể thao thì năng suất lao động sẽ tăng 15-20%, thu nhập cũng tăng khoảng 8-10%. Điều này cho thấy ý nghĩa quan trọng của việc rèn luyện thể dục thể thao. Tuy nhiên, báo Lao động ghi nhận, trong các giải pháp để nâng cao năng suất lao động, thì việc tăng cường thể chất cho công nhân, người lao động chưa được đặt ngang hàng với những giải pháp khác như hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, đẩy mạnh sáng kiến, ứng dụng khoa học công nghệ. Trong bài viết Thể dục thể thao sợi dây gắn kết người lao động với tổ chức công đoàn, báo Lao động cho biết Bộ Y tế Việt Nam từng ban hành nhiều tài liệu cho rằng thể chất bao gồm cả thể lực và tinh thần là yếu tố nền tảng. Một người lao động không thể phát huy hết khả năng nếu cơ thể yếu ớt, tinh thần trì trệ. Nhưng nhiều người do tính chất công việc phải ngồi nhiều, ít vận động, thường gặp nhiều vấn đề về sức khỏe như đau người, mỏi mắt. Bên cạnh đó, việc hút thuốc, uống rượu bia nhiều làm gia tăng gánh nặng các bệnh không lây nhiễm như là tăng huyết áp, đái tháo đường, ung thư. Tạo dựng và đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao chính là thực hiện tinh thần đổi mới tổ chức công đoàn theo nghị quyết 02 của Bộ Chính trị. Đó không chỉ là nhiệm vụ mà còn là mục tiêu phát triển tổ chức công đoàn.